bây giờ tính tiền nữa các bạn. Tính tiền xong thì đi ra ngoài ha. Xong một bịch thì cái này người ta sẽ phân loại ra nha các bạn à. Mấy đồ cá nhân rồi đồ ăn sẽ phân loại riêng, cái can riêng. Nhiêu rồi chị? 850. Có hai quầy liên tiếp nhau này các bạn, sắp Noel rồi cho nên người ta đội nón nhìn rất là dễ thương ha. 679.500 đồng. Đây 679.000. Không có thẻ thành viên không có. Ủa này có được mua mà không chị? Được mua. Có được mua lại gì đó. À, hai mẹ con ngồi uống trà sữa.